Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, sự mở rộng của vùng áp thấp ở phía Tây diễn ra mạnh mẽ hơn, khiến cho tình trạng nhiều mây và sương mù ở các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ chỉ còn xảy ra vào đêm và sáng sớm. Ban ngày trời tạnh ráo, hửng sáng, vào trưa chiều có thời gian là hửng nắng, nên ngưỡng nhiệt độ cao nhất ngày sẽ được ghi nhận trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Còn tại khu vực các tỉnh Tây Bắc như là ở tại Lai Châu, Điện Biên sẽ có nền nhiệt độ khá cao, phổ biến là từ 30 đến 32 độ, có nơi đạt đến ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt độ là 35-36 độ. Thời tiết nắng ráo trở lại nên quý vị có thể tranh thủ thời điểm này để hong phơi đồ dùng và nông lâm sản sau nhiều ngày mưa ẩm kéo dài. Nên nhiệt độ các tỉnh miền Trung cũng đang trên đà gia tăng mạnh, đặc biệt là ở tại khu vực phía Tây. Nhiều điểm ở vùng núi phía Tây đã đạt ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt độ khá cao như là Tương Dương, Nghệ An, Tuyên Hóa, Quảng Bình và Đông Hà của Quảng Trị, Nam Đông ở Thừa Thiên Huế. Những điểm này sẽ còn tiếp tục duy trì mức nhiệt độ cao trong 1 đến 2 ngày nữa. Ở các tỉnh ven biển, nền nhiệt độ có phần dễ chịu hơn, dao động trong khoảng là từ 30 đến 33 độ. Thời tiết nắng ráo thuận lợi cho bà con ra khơi đánh bắt hải sản. Tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn duy trì trạng thái khá ổn định, trời ít mưa, ngày nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ ở Tây Nguyên. Một vài điểm thuộc Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông còn đạt tới mức là 34 đến 35 độ. Còn tại Nam Bộ, ngưỡng nhiệt này cũng phổ biến trong khoảng là từ 30 cho đến 33 độ. Các tỉnh thành khu vực miền Đông Nam Bộ thì có điểm đạt 34 đến 35 độ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thủ đô Hà Nội đang dần trở nên tạnh ráo hơn. Trong ngày hôm nay chỉ còn xuất hiện sương mù vào đêm và sáng sớm. Sau đó, ban ngày trời sẽ khô ráo và hửng sáng, trưa chiều có nắng. Ngưỡng nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ được ghi nhận lên tới 28-30 độ. Thời tiết thuận lợi hơn cho chúng ta hong phơi đồ dùng và quần áo sau nhiều ngày mưa ẩm. Thời điểm giặt quần áo tốt nhất là vào sáng sớm để quần áo có thời gian khô trong ngày. Tại thành phố ven biển Hải Phòng, ta sẽ thấy trong ngày hôm nay trạng thái mưa phùn cùng sương mù sẽ vẫn xuất hiện nhưng với lượng không đáng kể và chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng sớm. Tuy nhiên, lượng hơi ẩm lớn từ biển mang vào đã khiến cho độ ẩm khu vực cao hơn so với những nơi nằm sâu trong đất liền. Càng về trưa chiều thì bầu không khí sẽ tạnh ráo và hửng nắng nhiều hơn, khiến cho mức nhiệt độ cao nhất ngày lên tới 26 cho đến 28 độ. Độ ẩm trong không khí vẫn còn khá cao, khiến cho làn da của chúng ta trở nên ẩm ướt và tiết nhiều dầu hơn. Không những thế còn tạo môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập và phát triển, từ đó gây nên nhiều căn bệnh nguy hiểm về da. Do vậy, quý vị nên chú ý hơn tới việc làm sạch và chăm sóc da mỗi ngày, đồng thời thay đổi chế độ ăn uống một cách lành mạnh với nhiều rau quả, tăng cường uống nước, hạn chế rượu bia, cà phê và các chất kích thích để bảo vệ da tốt hơn. Xuống đến thành phố Đà Nẵng thuộc giải đất miền Trung, đây được xem là một trong những nơi có thời tiết ôn hòa nhất trên cả nước trong thời điểm hiện nay. Trời ít mưa, ngày nắng nhưng với nền nhiệt độ trưa chiều ở mức vừa phải, chỉ khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, lưu thông cũng như những sinh hoạt thường nhật của người dân nơi đây. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt gặp kiểu thời tiết là khô ráo, nắng nhiều trong mùa khô của vùng khí hậu nhiệt đới. Hôm nay thì cường độ nắng nóng sẽ vẫn duy trì ở mức 34-35 độ. Độ ẩm ban trưa là từ khoảng 50-60% cũng sẽ gây ra chút oi bức ngột ngạt đối với người dân sinh sống trên khu vực. Nắng nóng kéo dài nhiều ngày khiến cho nhiều người mệt mỏi và sinh bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Bên cạnh đó còn cả những người lao động phải làm việc ở môi trường ngoài trời cũng rất dễ bị choáng váng, chóng mặt, buồn nôn, sốt cao đột ngột. Nếu không được vào chỗ mát kịp thời thì dễ bị bất tỉnh, gây rối loạn và tổn thương các cơ quan. Nghiêm trọng hơn có thể đe dọa đến tính mạng. Để bảo vệ cơ thể khi bắt buộc phải ra ngoài nắng thì quý vị cần phải mặc áo, đội mũ kín để che vùng đầu và vùng gáy. Đây là hai bộ phận rất quan trọng, cần phải bảo vệ cẩn thận. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên tránh để da tiếp xúc với ánh nắng gay gắt vì những tia tử ngoại sẽ tác động mạnh, có thể gây ung thư da. Tình trạng nắng nhiều cũng diễn ra mạnh mẽ ở tại thành phố Cần Thơ. Do nằm ở tại khu vực miền Tây, nơi có vị trí gần biển cũng như hệ thống sông ngòi dày đặc hơn, nên nền nhiệt độ trưa chiều nơi đây chỉ ở vào khoảng 32-33 độ. Tuy nhiên, tình hình mưa ít và nắng nhiều đã kéo dài khá nhiều ngày, nên lượng nước sinh hoạt và tưới tiêu cũng trở nên hạn chế. Chúng ta cần phải có kế hoạch và biện pháp khắc phục kịp thời để không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.